Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt chế độ im lặng trên Instagram nha các bạn. Instagram đã được cung cấp chế độ im lặng để người dùng có thể sử dụng khi muốn tắt tiếng thông báo ứng dụng theo một khung thời gian nhất định mà các bạn muốn, thay vì phải tắt thông báo ứng dụng hoàn toàn. Thì tính năng này cũng tương tự là tính năng im lặng trên Facebook nha các bạn, và cách thiết lập cũng rất là giống nhau. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật chế độ im lặng trên Instagram nha. Thì cách đầu tiên, các bạn hãy mở ứng dụng Instagram trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái biểu tượng hình cá nhân ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại của các bạn nha. Để vào một hồ sơ đó, các bạn mình sẽ chọn vào nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha. Thì mình sẽ chọn vào cái biểu tượng này nè các bạn, mình sẽ chọn cái biểu tượng này nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy đến cái phần là cài đặt và quyền riêng tư nha. Mình sẽ chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào cái phần là thời gian sử dụng nha các bạn. Đây, cái phần là thời gian sử dụng trên màn hình đây các bạn, thời gian sử dụng đây nha. Mình sẽ chọn vào thời gian sử dụng. Thì trong cái giao diện thiết lập cho tính năng này á, thì các bạn hãy nhấn vào mục là cài đặt thông báo nha. Đây, mình sẽ nhấn vào cái mục là cài đặt thông báo ở dưới cùng màn hình nha các bạn, cài đặt thông báo như thế này. Thì mà tiếp theo thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn hãy chọn vào cái phần là chế độ im lặng nha. Thì tự động tắt thông báo vào ban đêm hoặc bất cứ thời gian nào khi mà các bạn cần tập trung đây các bạn. Một tính năng rất là hay đây, mình sẽ nhấn vào cái phần là chế độ im lặng nha các bạn. Rồi chế độ ok, thì các bạn có thể thấy khi chế độ im lặng của mình đang được tắt đi như thế nào. Thì các bạn hãy bật lên nha. Mình sẽ bật lên bằng cách là nhấn cái thanh trạng thái màu xám sang bên phải nha các bạn, bật tính năng này lên như thế này. Thì ở đây và tự động bật đây, và từ bao từ thì tiếp theo là các bạn chọn khoảng thời gian từ ở khi nào đến khi nào nha. Ở đây là bạn có thể bật trong tối đa 12 giờ nha các bạn, thì ở đây là 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau rồi các bạn. Thì mình sẽ chọn là từ 20 giờ đến là 6 giờ sáng hôm sau nha. Đây mình sẽ chọn là 22 giờ đây các bạn, mình sẽ chọn 22 giờ đến là 6 giờ sáng hôm sau. Thì mình sẽ không nhận được những, mình sẽ để trong có cái chế độ im lặng á, thì khi mà có thông báo thì các bạn sẽ không, nó sẽ im lặng cho các bạn và các bạn có thời gian để nghỉ ngơi nha. Đây mình sẽ nhấn vào ok rồi mình sẽ chọn 7 giờ luôn như thế này nha. Thì như vậy là khi mà các bạn thiết lập cái thời gian này á, thì chế độ im lặng trên Instagram tự động được bật và nó sẽ không có bất kỳ thông báo nào làm phiền đến bạn nha. Thì nếu mà các bạn muốn tắt cái chế độ này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thanh trạng thái và các bạn nhấn vào tắt chế độ im lặng, là như vậy là các bạn đã tắt cái chế độ này. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt chế độ im lặng trên Instagram rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.